Chuyện ma kinh dị, ma trong căn nhà hoang, tác giả, Bánh Ú, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức. Ê, mày, thầy qua bên kia chơi không? Thằng bé chỉ tay về phía căn nhà bỏ hoang bên phía những hàng cây cao su rậm rạp, và rủ thằng Nhủ đi qua đấy chơi. Nhủ do dự nhìn về phía thằng Di như xin ý kiến của nó. Bé nhìn hai thằng bạn của mình với ánh mắt chờ đợi, trong lòng cậu nôn nóng muốn được khám phá cái căn nhà hoang ấy. Bởi vì đã từ lâu, đám trẻ chăn bò luôn đồn thổi với nhau rằng ngôi nhà hoang ấy có những điều tâm linh kinh dị lắm. Di, mày thấy sao? Nhủ nhìn thằng Di nãy giờ, nhưng nó không lên tiếng nên đành hỏi. Di e dè nhìn qua thằng bé. Mày có nghe thấy mọi người đồn thổi những gì về ngôi nhà hoang ấy không? Thằng bé đáp trả với vẻ rất rành chuyện mà kể. Chuyện là ngôi nhà ấy được một đôi vợ chồng từ nơi khác về mua lại mảnh đất cao su ấy rồi dựng lên căn nhà nhỏ nhỏ để sống tạm. Người vợ hàng ngày đi cạo mủ rồi đưa ra nhà đội mà bán. Chồng thì đi làm thuê cho một số ngôi nhà trong xã, ai thuê gì thì anh làm cái nấy. Cuộc sống của hai vợ chồng chỉ có như thế thôi, kiếm tiền rồi sinh sống. Đã có một số người hỏi chị vợ rằng sao hai vợ chồng không kiếm lấy một mụ con để vui nhà, vui cửa, nhưng chị vợ chỉ lắc đầu mà không trả lời. Họ hỏi thì chị chỉ biết cười trừ chứ không đáp trả gì cả. Ngày tháng cứ thế êm đềm, mãi cho đến một ngày kia, một người hàng xóm sống gần đó nhất nghe thấy tiếng kêu hét thảm khóc của người vợ. Ông ta cùng vợ mình chạy qua xem thì cảnh tượng trước mắt làm cho hai vợ chồng ông xanh tái cả mặt. Người chồng tay cầm con dao thái thịt nhọn hoắt đang nhỏ tong tỏng những giọt máu đỏ xuống nền đất, mà mặt căm thù nhìn người vợ nằm co giật dưới đất. Thấy có người sang, người chồng vẫn không chút gì hoảng sợ, mà mặt tức giận chỉ thẳng vào người vợ nằm đó quát lên. Mày chết mà vẫn không nói nó là ai à? Hắn ta định lao đến đâm thêm vài nhát cho hà giận thì vợ chồng ông hàng xóm lúc này mới bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí mà lao đến. Kìa anh, dù sao cô ấy cũng là vợ anh. Dừng tay lại, chú làm gì nữa vậy? Mau, mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Vợ chồng ông hàng xóm đều lao vào kéo cô vợ xấu số ấy ra mà đưa đi bệnh viện. Họ bỏ mặc bên tai tiếng chửi rủa, tiếng la hét của người chồng máu lạnh ấy. Người vợ sau khi được đưa đi cấp cứu thì cũng không qua khỏi mà chết tức tưởi trong bệnh viện. Công an vào việc điều tra, lấy lời khai của tất cả mọi người. Mọi chuyện vỡ lẽ khi anh chồng thú nhận chính mình đã đâm chết vợ. Anh ta bảo rằng hai vợ chồng ở dưới quê cực khổ, được bố mẹ cho miếng đất bán đi mà vào đây mua đất cao su để sinh sống, với hy vọng sẽ khá lên chút đỉnh. Hai vợ chồng hứa với nhau là khi nào kinh tế ổn định sẽ nghĩ đến việc sinh đẻ. Thật chứ, bố mẹ quá cơ cực thì đẻ con ra lấy gì cho nó ăn. Đồng ý là trời sinh voi sinh cỏ, nhưng cũng phải có gì đó gọi là chút dư mà nuôi con trẻ. Ấy thế mà cái con đàn bà mất nết, nó lại ăn nằm với cái quân mất dạy nào mà để có chừa. Tôi mới tức điên mà đâm cho nó một dao. Người chồng kể lại toàn bộ quá trình với phía công an điều tra mà nước mắt rưng rưng. Khi anh biết tin vợ anh mang bầu, thì anh đã nghi ngờ vì vợ chồng anh luôn có biện pháp an toàn. Với lại, thời gian anh đi làm rất nhiều, anh cũng tính được khoảng khắc mà hình thành cái đứa nhỏ trong bụng vợ mình. Nên nghi ngờ mà hỏi vợ. Sau một lúc lâu dào đón hỏi, nhất quyết thì chị vợ xác định nó không phải là con của anh. Quá phẫn nộ, nên anh mới ra tay mà giết vợ mình. Đến khi tức giận hỏi về cái tác giả, thì chị vợ cũng không hề mở miệng mà ra đi trong đau thương. Ngày anh chồng bị tạm giam trong ngục, cũng là chuỗi ngày ám ảnh anh cực kỳ. Anh ta thường la hét giữa đêm, mà khẩn cầu cán bộ thả anh ra hoặc ở lại đây với anh. Khi được hỏi lý do, thì anh bảo, cái hân nó hiện về, làm ơn thả tôi ra hoặc nhốt tôi ở nơi đông người. Chứ nó cứ hiện về mà đòi mạng thì làm sao tôi sống được. Giá như người ta chịu nghe anh mà nhốt anh ở nơi đông người, thì có lẽ đã không sao. Sau 3 ngày, họ phát hiện anh nằm chết trên sàn nhà, với vết thương to như bàn tay ngay ổ bụng, đâm thủng hết da thịt của anh. Để lộ cả khúc ruột to lòi ra ngoài, khiến cho mọi người chứng kiến phải tái mặt mà đứng nhìn xác chết thê thảm của anh. Thằng bé nhìn ngôi nhà hoang ấy rồi lại hỏi thằng Nhủ và thằng Di. Thế chúng mày có qua đấy không? Thằng Di đáp, tao nghe bảo ngôi nhà ấy có ma, là cái người vợ ấy chết hay hiện về lắm. Thằng bé gật đầu rồi nói tiếp, tao biết, chính ông bà hàng xóm gần nhà thường xuyên nghe thấy tiếng than khóc rồi gào thét của cô gái ấy cơ mà. Thằng Nhủ tò mò mà hỏi, thế đã có ai nhìn thấy cô ấy chưa? Di vỗ vai thằng Nhủ mà nói, mày tưởng dễ nhìn thấy lắm hay sao? Phải hợp với họ thì mới thấy. Thằng bé chen vào, cũng không hẳn là vậy.
Tao nghe người ta nói cái người chết oan ức, tức tưởi thường hay về lắm, mà toàn để cho người ta thấy không à, đôi khi cứng vía cũng gặp, nói chi là yếu bóng vía. Ba thằng ngồi kể cho nhau nghe về chuyện cái vong hồn trong ngôi nhà ấy xong, thì thằng bé lại hỏi lại. Thế chúng mày có qua đấy không? Nhổ lại quay sang phía Di mà nhìn, lần này thì thằng Di gật đầu. Nên ba thằng để bò ở đó mà dần dần tiến về phía căn nhà hoang ấy. Cũng đã hơn 5 năm từ ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng ấy, thì căn nhà không ai ở đã bốc lên cái mùi hôi mốc. Giờ này đã là gần trưa, nên mặc dù ngôi nhà nằm gọn trong những hàng cây cao su, nhưng vẫn rất sáng và mọi thứ đều rõ mồn một. Trước hiên nhà là rất nhiều lá cao su bay tứ tung, làm cho căn nhà điêu tàn mà hoang vu thấy sợ. Tao cảm thấy rờn rợn người rồi đó, chúng mày ơi. Thằng Nhủ lên tiếng rồi nắm chặt lấy tay thằng bé mà siết lại. Ôi giời, mày nhát như thỏ đế thế kia thì mai này làm sao có vợ được. Bé nó nói rồi cười ha hả, kéo tay thằng Nhủ tiến vào trong. Cánh cửa nhà chính được mở ra thì một tiếng loảng xoảng như tiếng song nồi va vào nhau khiến cho ba thằng có chút giật mình mà đứng khử lại. Chắc là chuột, thằng Di trấn an mọi người rồi tiếp tục bước vào bên trong. Mái tôn trên nóc nhà đã bị gió lớn cuốn đi, làm bay mất một miếng, khiến cho ánh nắng rọi vào bên trong nên mọi người có thể thấy rõ. Chiếc giường cũ kỹ đã bị mối sông ăn mòn hết chân giường, bụi bặm nằm yên đó. Tủ quần áo đã bị mở toang hoang, treo lơ lửng vài bộ đồ cũ của chị vợ ngày ấy. Hình như mọi thứ đã có bàn tay của ai đó vào lục lọi, nhưng gia cảnh anh chị ngày ấy quá nghèo nên cũng chả có gì để giấu cả. Ê chúng mày, chưa vào đây ăn cơm ngủ nghỉ cũng ấm cúng phết đấy nhỉ? Thằng bé nói rồi ngang nhiên lại chiếc giường, dài tấm nệm mỏng mà phủi bụi rồi nằm xuống. Thằng Nhủ thấy vậy thì nhanh chóng kéo tay nó dậy mà nói. Mày rảnh à, nhanh rồi ra ngoài, bò còn để phía ngoài kìa. Thằng bé mệt mỏi vươn người đáp, tao mà biết sớm thì buổi trưa đã không phải ngủ ngoài gốc cây rồi. Chúng mày có nghe thấy tiếng nước tỉ tách ở bên trong kia không? Thằng Du nãy giờ như nghe thấy mà bây giờ nói cho hai thằng bạn mình nghe. Hai thằng cũng lắng tai nghe rồi gật đầu, chắc là vòi nước bị rỉ rồi. Thằng bé ngồi dậy nói rồi lại nằm xuống cho khỏe mà lim dim mắt. Thằng Nhủ thì vẻ mặt lo sợ nhìn sang hai thằng bạn như muốn nói điều gì đó. Thằng Di suy nghĩ trầm tư rồi kéo thằng bé dậy mà bảo. Mày không suy nghĩ hả, bé? Căn nhà này đã bị bỏ hoang hơn 5 năm. Nếu như vòi nước bị rỉ thì lâu lắm cũng một tuần là nó rỉ hết nước trên bồn nước rồi. Thế giờ nước đâu ra mà chảy nữa? Thằng bé nghe vậy cũng đành ngồi bật dậy mà nói. Vào xem là biết liền chứ gì? Nhủ kéo tay thằng bé và nói. Thôi, mình ra ngoài đi, mày ơi. Tao thấy nó ớn lạnh làm sao ấy? Thằng bé cười khẩy. Hay mày bị trúng gió hả con? Mặt thằng Nhủ nhăn nhó, khó chịu. Tao thấy không lành rồi. Thằng bé không nói gì mà tiến hẳn vào bên trong, chỗ sâu bên trong phía nhà bếp, ngó qua mà ngó đầu vào. Là nhà vệ sinh chúng mày à? Thằng Di cũng tiến lại gần mà hỏi. Thế vòi nước vẫn còn gì sao? Thằng bé đáp, hơi tối, để tao nhìn kỹ xem. Thằng Di cũng đang bước đến thì chợt thằng bé hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vàng quay ra mà hét lớn. Chạy! Chạy đi chúng mày, tiếng hét như vướng lại ở cổ họng nó, kêu lí nhí trong miệng. Thằng bé lúc này tay chân bùn rùn, ngất luôn tại chỗ. Thằng Di và thằng Nhủ lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đỡ thằng bé dậy mà lôi nhanh ra ngoài. Khi ba thằng vừa đặt chân ra ngoài, thì cánh cửa nhà chợt đóng sầm lại. Bên trong, tiếng cười khúc khích vang lên khiến hai thằng hoảng sợ. Vội kéo thằng bé chạy nhanh như bay ra chỗ đàn, thì mới dám dừng lại. Hai thằng lay mãi, thì thằng bé mới tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt sợ hãi lắm. Mày thấy cái gì? Thằng bé từ từ ngồi dậy, mắt nhìn về phía căn nhà hoang ấy mà rùng mình. Có ma ấy chúng mày. Thằng Nhủ tái mặt mà nói. Tao biết mà, lúc bước vào là tao thấy ớn lạnh hết người rồi, mà nói có ai chịu tin tao đâu. Ba thằng nhìn nhau, rồi thằng bé từ từ kể lại mọi chuyện mà nó đã gặp. Chỉ trong tích tắc mà nó không ngờ cái thứ người ta gọi là ma lại như thế nào. Tao chui đầu vào trong thì mọi thứ tối om. Lúc thằng Di hỏi, mắt tao đã thích ứng được với bóng tối mà nhìn rõ một chút. Tao thấy cái vòi nước nó không rỉ nước một chút nào cả. Thằng Di vội hỏi, vô lý, vòi nước nó không chảy, vậy là thứ gì chảy? Thằng bé lắp bắp đáp, là máu, là rất nhiều máu. Nó im bặt, không nói nữa khiến hai thằng kia tò mò. Máu, là máu, tối vậy sao mày biết nó là máu? Thằng bé trả lời, mùi tanh nồng nó xộc lên tận mũi,
thì hỏi sao đó không phải là máu. Với lại, thằng bé ngập ngừng, làm hai thằng kia khó chịu mà hỏi. Với lại sao, mày kể nhanh đi, mặt thằng bé tái xanh như không còn một giọt máu nào, nó lắp bắp. Mày ơi, tao nhìn rất rõ một người phụ nữ đứng trên cái bể nước mà nhìn xuống tao, bụng cô ta nhỏ tong tỏng những giọt máu xuống cái chậu máu dưới đất. Thằng nhổ nghe vậy thì hoảng sợ, nép sát vào hai thằng bạn. Nó như muốn xón ra quần, tay chân run rẩy, may mà lúc nãy nó không thấy. Nếu nó thấy chắc tim rớt ra ngoài quá. Hay mày có hoa mắt không con? Thằng Di tuy hoảng sợ, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời là thằng bé bị hoa mắt. Nhưng thằng bé khẳng định, rời à, mày có thấy tao hùng hổ nhất xóm mà cuối cùng bị nó nhát cho đến ngất xỉu, thì mày phải biết nó thế nào chứ. Thằng Di nghĩ cũng đúng, nên gật đầu mà nhớ lại cái giọng cười ma mị trong căn nhà ấy. Nó cũng hoảng sợ, rồi bảo tiếp, thôi, đưa bò về bãi cỏ gần nhà đi chúng mày à, kẻo nó mà dắt đi thì chết. Nhắc đến chuyện bị dắt đi, mặt thằng nhủ lại xanh như tàu lá chuối mà nhớ lại. Ngày chúng nó mới 5-6 tuổi, đi theo đám đàn anh học hỏi kinh nghiệm chăn bò ăn cỏ, thì trưa hôm ấy có một anh lớn tuổi vì trời quá nóng mà ra chỗ trên cao sườn đồi nằm. Đến quá chiều, cả đám đợi mãi không thấy anh về. Bò thì nheo nhóc chờ anh ấy dắt về. Thế là đám anh lớn cử một vài người ra đi tìm kiếm. Phải nói là họ tìm khắp cái sườn đồi ấy, cùng với gia đình anh ấy và hàng xóm thân thiết đi tìm cả buổi tối mà vẫn không thấy anh đâu. Cuối cùng, cụ Di, một cụ lớn tuổi trong làng, đưa ra ý kiến là nhờ mấy anh thanh niên còn trong trắng tiểu ra, rồi bôi và quét lên mặt mọi người. Thế mà mới thấy được anh lớn tuổi ấy, ngồi co ro trong một gốc cây xoan sum xuê mà miệng lải nhải. Ăn bánh bao, ăn thịt nướng, ăn bánh bao, ăn thịt nướng. Mọi người tá hỏa khi nhìn thấy cái thứ bánh bao trên tay anh ta chỉ là những cục đất ướt được đào lên từ dưới đất mà anh ta đang không ngừng nhét vào mồm, nghĩ đó là bánh bao. Còn cái thịt nướng chỉ là mấy chiếc lá khô mà anh ta cho vào miệng dồn dập nhai ngon lành. Tất cả mọi người phải chạy lại lay anh ta tỉnh dậy. Người nhà phải móc hết tất cả đất và lá từ trong miệng anh ta ra, rồi phải để anh ta nôn sạch mọi thứ mới yên tâm mà đưa anh ta về nhà. Cụ Di ở bên gia đình anh ta cả buổi tối. Tuy anh ấy dường như đã tỉnh táo phần nào, nhưng vẫn cứ đờ đẫn như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng không nói, bố mẹ nói gì cũng đừng mặt ra không trả lời. Cụ Di mới lên tiếng bảo, thằng này chắc bị dắt đi mà bắt mất một phần hồn rồi. Mọi người nghe hiểu, liền mời thầy về xem xét và ra ngoài sườn đồi làm cái lễ cúng, thương lượng đem phần hồn về cho anh ấy. Sau ngày hôm ấy, anh ấy mới bình thường lại và tiếp tục công việc chăn bò phụ giúp bố mẹ. Nhà anh nghèo khổ lắm, ngoài giờ học thì chỉ có chăn bò giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập. Chứ đâu có được hưởng thụ cái gì. Về thôi, thằng nhủ suy nghĩ xong rồi quay qua đếm lại tất cả số bò của chúng nó đã dắt đi cho ăn cỏ. Đậu xanh rau má, mất một con bò hay sao? Thằng nhủ sau khi đếm thì nói lớn, khiến hai thằng bạn cũng phải ngước mắt mà đếm lại. Tao, bị mất một con bò rồi, chúng mày à? Thằng bé đếm đi đếm lại số bò nó mang đi là 5 con, thế mà giờ chỉ còn 4. Di thì đếm đi đếm lại rồi chép miệng, chả lẽ có thằng nào nhân lúc bọn mình vào trong kia mà chơi xỏ. Thằng bé, vẻ mặt từ sợ hãi tái xanh chuyển sang vàng sạm, ấp úng. Chuyến này về tan xương nát thịt với ông già. Thằng Di nghe vậy, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, hai đứa tao qua làm chứng, bảo tụi mình sáng đi học sớm mệt quá, ngủ dậy thì mất bò, chứ không biết ai lấy. Chắc cái mông mày sẽ được nguyên vẹn một chút. Thằng nhủ gật đầu rồi chen vào, chỉ còn cách đó mà tao nói nghe này, người ta bảo gặp ma là xui lắm đấy con. Thằng bé bực tức cáu lên, phủi phui cái mồm nhà mày đi. Nó đang suy nghĩ không biết tí nữa về nhà ăn nói sao cho nhẹ tội, rồi sẽ bị xử phạt ra sao đây. Ba thằng dắt đàn bò về nhà với tâm trạng lo sợ, suy nghĩ nhiều lắm về chuyện căn nhà hoang ấy. Bọn tao về cho bò vào chuồng rồi sang nói giúp cho mày. Thằng Du cùng thằng nhủ ra về, còn thằng bé thì như không muốn đưa bò vào. Giờ cũng đang còn sớm, mà đã đưa bò về chắc bố mẹ sẽ phát hiện ra liền. Bố thằng bé đang thiêu thiêu ngủ nơi cái võng trước sân nhà. Nghe tiếng bò thì chú ấy tỉnh dậy hỏi, thằng bé, sao về sớm vậy con? Cho bò ăn cỏ no chưa? Thằng bé nói dí dí trong miệng, ba đứa con mệt nên về sớm, chiều con dắt bò đi ăn tiếp. Anh Sáu, bố thằng bé, nghe vậy thì trả lời, ừ, mệt thì vào nghỉ, thế đã ăn nắm cơm mang đi chưa? Thằng bé đáp, con ăn rồi, mà bố ơi, một con bò nhà mình bị mất rồi.
Anh Sáu đang nằm trên võng nghe thấy vậy vội phi nhanh xuống chuồng bò mà đếm đi đếm lại. Thì còn có 4 con bò. Anh quay sang hỏi, làm sao mà mất? Chúng bay chăn dẫn bò kiểu gì mà mất bò? Thằng bé sợ tái xám mặt mũi, bắt đầu mếu máo. Con không biết, mới nằm cùng hai thằng ngả lưng một chút, tỉnh dậy thì không thấy con bò đâu. Nó không biết bị ai lấy mất. Anh Sáu đực mặt ra mà nhìn 4 con bò còn lại. Gió khổ, người nông dân chân lấm tay bùn cực khổ ngoài ruộng. Được xã giúp đỡ tạo điều kiện cho vay mà mua cặp bò, nay nó sinh đẻ ra, bán đi cặp bò lớn để trả nợ. Niềm an ủi chưa lâu thì giờ lại mất một con bò. Một con bò đối với anh quý hóa biết chừng nào, phải chăm dưỡng nó bao lâu thì nó mới lớn như chừng này. Thế mà trong giây lát, nó rơi vào tay thằng con mà mất tích, khiến anh tiếc đứt ruột, nổi cáu cầm lấy cái cây tre gần đó mà vụt vào thằng con mình. Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải để ý chứ con. Mày có biết nhà mình trông chờ vào con bò thế nào không? Tiền mày ăn học là nhờ con bò đấy con. Thế mà mày không biết giữ. Chị Sáu thức giấc, chạy ra nghe mọi chuyện rồi tự hiểu, vội chạy vào can ngăn. Kìa, con nó sai thì từ từ anh dạy bảo, từ từ mình tìm lại bò. Anh Sáu quát, tìm cái đầu cô ấy chứ tìm. Cái thằng trời đánh nào nó dắt đi rồi còn đâu. Con ơi là con, bò ơi là bò. Lúc này, thằng Nhủ và thằng Di cũng chạy vào kể đầu đuôi mọi chuyện, mong sao thằng bé được nhẹ tội. Anh Sáu tức giận quát con, từ nay mày chỉ chăn bò gần nhà thôi, nghe chưa? Không được đi xa nữa mà làm mất bò của tao. Chuyện này mà còn xảy ra thì ở nhà, khỏi đi học nghe chưa? Thằng bé khóc bù loa, khiến hai thằng bạn cũng thấy thương cảm mà tiến lại an ủi nó. Anh Sáu tuy tức giận nhưng cũng rất thương con, nhanh chân đi vào nhà. Anh bắt con cá chép mà mình bắt được hồi đêm, cặm cụi nấu cho con nồi cháo rồi ra đồng. Chị Sáu dỗ dành con, đưa con vào nhà. Chị biết tính bố nó, chỉ tức giận mà la mắng vậy thôi chứ rất thương con. Chị bảo con cùng hai đứa bạn vào nhà, rồi mang nồi cháo lên cho chúng nó ăn. Sau đó, chị dặn dò là mai hẵng dắt bò đi, dù gì nó cũng ăn no rồi, chiều về chị sẽ cắt cỏ cho nó ăn sau. Giờ chị phải ra đồng cùng anh Sáu mà làm việc. Ba thằng vâng dạ, chén sạch nồi cháo rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tao mà biết ai lấy bò nhà tao, tao bảo bố tao đánh gãy giò. Thằng bé ấm ức, sờ vào cái mông mình mà nói, khiến cho hai thằng bạn cười bò, cười lăn. Chúng mày có nghĩ là con ma trong căn nhà ấy làm không? Thằng Nhủ vừa ăn cháo vừa nói, khiến thằng bé đang đau mông cũng phải cười to. Chả lẽ nó nhai được con bò? Thằng Di thì từ trước giờ như ông cụ non, chuyện gì nó cũng suy nghĩ trầm tư sâu xa rồi mới lên tiếng. Theo như kinh nghiệm 12 năm sống của tao thì chưa có trường hợp nào ma quỷ nó nuốt được con bò cả. Chỉ nghe các cụ kể là quỷ nhập tràng nó tìm ăn thịt gà thôi, hoặc có con ma con quỷ nào giết hại con chó mà thôi. Chúng mày có nhớ chuyện nhà bà cụ An không? Hai thằng bạn đều gật đầu đáp. Nhớ chứ, cái chuyện con chó nhà bà ấy. Con chó nhà bà An được mệnh danh là cầy đại ca, nó thường là con chu oán. Hú lên khi trong xóm có người chết, nó đều biết trước mà chu réo lên báo hiệu. Bà An cũng đã lớn tuổi, hiểu biết, mỗi lần nó chu lên là bà sợ xanh mặt, bảo con cháu im thin thít trong nhà. Cho đến một ngày, hôm ấy, trong xóm nhận được tin ông Lê mắc bệnh nặng và được bệnh viện trả về. Thế là đêm hôm sau, con cầy đại ca nó hướng mặt qua bên nhà ông Lê mà chu lên, rồi hú đủ kiểu. Sau đó, cả bầy chó cũng sủa inh ỏi, không chịu im gì cả. Người trong xóm nghe hiểu mà im lặng, chuẩn bị mai qua lo hậu sự cho ông Lê. Đúng vậy, sáng hôm sau ông Lê mất, mọi người kéo đến mà lo đám tang cho ông. Một số người có kinh nghiệm bảo rằng ông mất vào giờ xấu, dễ có oán niệm nặng nên cần thỉnh thầy về siêu độ cho ông. Nhưng con cái ông không tin, chỉ tổ chức đám tang bình thường, nhanh chóng mà tiễn ông ra nghĩa trang của xã. Ba đêm liền, con cầy cứ sủa ăng ẳng, hóng móm sang phía nhà ông Lê. Mặc dù bà An đã nhốt nó vào chuồng, nhưng nó vẫn cậy cửa ra trước hiên nhà, đứng mà chó móm sang nhà ông Lê mà sủa. Bà An cũng mặc kệ, không quan tâm nữa. Cho đến đêm chôn cất ông Lê xong, con cầy lại chui đường nào đó mà chạy qua nhà ông Lê, sủa không trượt phát nào. Mọi người trong nhà ông Lê ra đuổi, nhưng nó không chịu đi. Tự nhiên, nó như bị ai đuổi mà nhanh chân chạy bạt mạng về nhà, núp sau cánh cửa chuồng, sợ hãi. Sáng hôm sau, bà An ra sau nhà tìm cho nó ăn thì thấy nó đã chết trong chuồng với tư thế nằm ngửa, đầu bị ngoặc sang một bên. Lúc đưa xác nó ra,
Cổ nó như bị ai vặn gãy, rũ ra trên tay bà An. Bà An thương tình, đem nó đi chôn. Mọi chuyện tưởng chừng không ai nhắc đến, cho đến hôm 49 ngày của ông Lê, gia đình ông gọi hồn ông về. Ông mới bảo rằng con chó cứ sủa làm ông có phần kiêng kỵ. Mỗi lần con cầy sủa, ông bà tổ tiên biết được mà ngăn cản, không cho ông vào nhà vì oán khí của ông quá nặng. Thế nên, chỉ có một cách là ông phải vặn cổ chết con chó thì mọi dự tính ông mới hoàn thành được. Cái dự tính ấy là ông về chỉ cho con cái chỗ cất giấu vàng bạc dành dụm của mình, và cũng muốn vạch trần người vợ ngoại tình của ông, nên oán khí nặng ông chưa thể siêu thoát. Thằng bé mang bát đũa đi rửa rồi bảo, thôi, mọi chuyện cứ để đấy, chiều nay tao sẽ quay lại mà tìm con bò ấy. Tao hy vọng là nó chỉ đi lạc thôi. Thằng nhủ nghe vậy thì trợn mắt, mày nói thật chứ, lại quay lại đấy à, bố mẹ mày đã cấm dắt bò đi xa rồi mà. Thằng bé trả lời, mình tao đi thôi là được, chúng mày thay tao dắt bò cho ăn gần nhà giúp tao. Tao sẽ về sớm thôi. Thằng Di tiến lại gần, đặt tay lên vai thằng bé mà nói, tao đi với mày, chỉ có thằng nhủ là nhát gan, nó nghĩ đến cái căn nhà khi sáng mà sợ mất mật, nên tình nguyện ở lại trông bò chứ không đi tìm cùng hai thằng bạn. Ba thằng dắt bò đến cánh đồng gần nhà, buộc dây vào cái cọc gần đó rồi bắt đầu đi tìm kiếm. Thằng bé gỡ cái chuông nhỏ trên cổ một con bò ra mà bảo, mày ở đây, tao với thằng Di sẽ sớm về thôi. Thằng nhủ nhăn nhó đáp, nhớ về sớm, chứ muộn quá tao không thể lùa hết bò về đâu. Hai thằng bạn thân đi tìm bò, mà trong lòng thằng nhủ cứ lo lắng về điều gì đó. Phải chăng sẽ có chuyện gì xảy ra? Hai thằng quay lại chỗ ngôi nhà hoang trong những hàng cây cao su hồi sáng và bắt tay vào việc tìm kiếm xung quanh nơi đó. Thằng bé lắc cái chuông nhỏ, kêu lên leng keng trong những hàng cây cao su vắng vẻ. Nó mong tìm được bò về để bố mẹ không phải buồn lòng nữa. Hai thằng đi mãi xung quanh, cả hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm thấy dấu tích của con bò. Mày nghĩ bò nhà mày nó đi xa vậy sao? Thằng Di ngồi thở dốc, quay sang nhìn thằng bé mà hỏi. Thằng bé vừa suy nghĩ vừa đáp, chắc là vậy, chứ từ lúc mất đến khi đi tìm đã bao nhiêu là thời gian rồi. Thằng Di lắc đầu, đưa ra ý kiến, tao với mày đã đi rất xa rồi, tao nghĩ ai đó đã thấy và dắt bò mày đi rồi. Chứ sao tìm mà không thấy thế này? Khuôn mặt thằng bé buồn bã, nó cũng cho rằng suy nghĩ của thằng Di là đúng nên gật đầu rồi quay trở về chỗ căn nhà hoang ấy. Thôi về, chắc là thằng nhủ cũng trông chờ lắm rồi. Thằng Di giục thằng bé về, nhưng thằng bé vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Nó đưa lấy chiếc chuông nhỏ cho thằng Di rồi nói, tao sẽ tìm thêm khoảng nửa tiếng nữa quanh đây, chỗ kia chúng mình tìm chưa kỹ nè, mày lùa bò về cho tao, tao sẽ có mặt ở nhà sớm thôi. Nói rồi, thằng bé nhanh chân chạy vụn về phía sau ngôi nhà hoang mà tiếp tục tìm kiếm bò của mình. Nó không muốn thằng Di vì mình mà phải chịu cực khổ như thế nữa. Thằng Di cũng đành đi về, kể lại cho thằng nhủ nghe rồi lùa bò về giúp thằng bé. Thôi thì biết chỗ nó tìm kiếm cũng gần nên cũng yên tâm mà về. Kẻo trời tối bố mẹ lo, lúc này đã tầm khoảng 5 giờ chiều. Mặc dù trời chưa tối, nhưng trong những hàng cây cao su thì tối tăm hơn ở ngoài, nên thằng bé nhanh chân bước về nhà. Ra đến chỗ căn nhà hoang, nó thấy trong căn nhà có ánh sáng như từ ngọn đèn thắp lên. Mặc dù rất tò mò, nhưng việc xảy ra lúc sáng làm nó sợ hãi, nên nó nhanh chân chạy qua khỏi ngôi nhà ấy. Nó chợt dừng lại khi thấy một người tay đang cầm sợi dây thừng, kéo đằng sau là một con bò. Ủa, rồi hai đứa lùa bò về cho cô, còn thằng bé nó đâu? Chị Sáu hỏi kỹ càng khi biết rằng hai thằng bạn con trai chị lùa bò về giúp, mà đến giờ ăn cơm tối vẫn không thấy con trai mình về nhà. Thằng Di ngạc nhiên hỏi, thế thằng bé nó vẫn chưa về nhà hả cô? Chị Sáu đáp, chưa có lần nào nó mê chơi đến quên đường về như thế. Hai thằng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu rồi nói, chúng cháu cũng đang tính qua hỏi nó mọi chuyện ra sao. Chả lẽ nó đi tìm bò chưa về? Chị Sáu nghe vậy thì vội vàng hỏi dồn dập, cháu nói sao, nó đi tìm con bò mất lúc sáng à? Biết đâu mà tìm, mà nó đi đâu, chả lẽ lại bén mảng đến căn nhà hoang đó sao? Thằng Di cùng thằng Nhủ gật đầu, kể lại toàn bộ mọi chuyện đã trải qua. Hai thằng biết đến lúc này thật sự không thể giấu được nữa. Chị Sáu nghe xong thì vội vã chạy về gọi chồng đi tìm con. Chị còn hô hào nhờ một vài người hàng xóm đi cùng, cầm đèn pin ráo riết đi tìm thằng bé. Lúc này đã 7 giờ tối, mọi thứ tối om, nhưng có khoảng gần chục người vẫn cầm đèn đi tìm thằng bé. Họ không dám gọi tên thằng bé vì đó là sự kiêng kỵ vào ban đêm,
nên chỉ dám gọi theo tên bố mẹ mà tìm thằng bé. Lục sục quanh đó gần cả đêm, mọi người dần chán nản vì đi khắp nơi mà vẫn không thấy nó đâu, mặc dù thằng Di đã dẫn cả đường đi lúc chiều, nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng bé. Lúc này, ông cụ Di từ từ lững thững bước đến. Ông nhìn về phía căn nhà hoang, thở dài ngao ngán, trong lòng suy nghĩ điều gì đó rồi gọi bố mẹ thằng bé lại và bảo: "Thế vợ chồng hai đứa đã biết sáng nay mấy đứa trẻ đã đi vào căn nhà hoang ấy chưa?" Ông nói rồi nhìn sang phía thằng Nhủ mà bảo tiếp: "Chính thằng bé này đã tìm bác mà kể hết. Thôi thì kêu mọi người đừng tìm kiếm chi cho mất công nữa. Thằng bé chắc chắn là nó bị giấu trong căn nhà hoang ấy. Vậy thì vào tìm nó thôi." Một người lên tiếng nói, là một vài người gạt đi suy nghĩ đáng sợ mà đi vào. Dù gì mình cũng có khoảng chục người, sợ gì nữa. Thằng Di tuy sợ nhưng thấy có nhiều người và có bố của nó trong đám người, nên cũng can đảm mà đi theo. Thằng Nhủ cũng nhìn bố nó, nhưng vẫn sợ và tay ôm chặt lấy tay ông cụ Di mà theo vào cùng ông. Mọi người đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, khiến cho nó cũng thuận đà mà kêu lên cái rắc rồi lìa ra khỏi cái bản lề. Cả chục cái đèn pin soi vào trong nhà, làm cho mọi thứ sáng như ban ngày. Cái căn nhà nhỏ nên đã thấy hết mọi thứ bên trong, và điều làm cho mọi người im lặng là vẫn không thấy thằng bé đâu. Thằng Di kéo tay bố nó đi về phía nhà vệ sinh của ngôi nhà. Mọi người cũng đi theo, nhưng khi ánh đèn pin rọi vào thì mọi thứ bình thường lắm. Chỉ là cái chậu to trống không, cũ nát và cái vòi nước cũng đã phai màu ở trong nhà vệ sinh ấy, chứ ngoài ra chả có gì cả. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn hết sang phía ông cụ Di. Chị Sáu lên tiếng: "Vợ chồng con phải làm thế nào đây hả bác Di? Tìm mọi nơi không thấy, cả căn nhà quỷ dị này cũng chả có. Vậy thằng bé nó đi đâu?" Chị Sáu vội khóc nức nở mà ôm chặt lấy chồng mình. Anh Sáu là người từ đầu đến giờ im lặng, và ngay lúc này anh cũng im lặng, không nói một câu nào hết. Ông cụ Di vuốt chùm râu bạc của mình mà bắt đầu nói: "Chỉ còn một cách." Mọi người đơ ra vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía thằng Nhủ và thằng Di, làm cho hai thằng hoang mang mà nhìn nhau. Bố thằng Di kéo tay con trai mình sang một bên mà bảo: "Con chịu khó tiểu vào đây." Bố nó đưa ra cái mũ cối cho nó, bảo nó tiểu vào. Thằng Di nhảy ngược lên mà nói: "Nhưng con chưa muốn đi đâu." Bố qua xin thằng Nhủ kìa. Bố nó nhìn nó rồi thở dài, tỏ thái độ thất vọng. Anh ta đưa cái mũ qua phía thằng Nhủ mà không nói gì cả. Thằng Nhủ nhìn sang bố nó, nó thấy bố gật gật đầu thì cũng quay lưng đi tiểu vào cái mũ ấy. Tuy có mùi khó chịu, nhưng mọi người đều bôi lên mắt và mặt mình, sau đó phần còn lại thì vẩy ra tứ phía căn nhà. Chả mấy chốc, cả căn nhà như ngập tràn trong cái mùi nồng nặc ấy. Tắt đèn đi rồi bật lại, ông cụ Di nhắc nhở. Mọi người cũng đồng loạt tắt đèn pin rồi mở lại trong vòng một vài phút. Ai cũng căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không thấy thằng bé đâu cả. Mọi người thở dài mà nhìn nhau rồi định quay lưng về thì thằng Di kéo tay bố nó đi về lại phía phòng vệ sinh ấy. "Trời ơi, thằng bé đây này." Mọi người ào tới chứng kiến thằng bé nằm gọn trong cái chậu to đã cũ, sứt bể mất một miếng. "Sao nãy giờ bố con mình không thấy nó?" Bố thằng Di lên tiếng, quay sang nhìn con trai mình. Ông cụ Di lại lên tiếng: "Nó đã giấu đi thì dễ gì cho nhìn thấy. Kiểm tra thằng bé thế nào mà đưa về nhà." Bố mẹ thằng bé và mọi người kiểm tra thì thấy nó vẫn còn thở đều, miệng thì cứ lầm bầm: "Thả ra, cháu không cần bò nữa, thả cháu ra." Thằng Di cùng thằng Nhũ nghe vậy thì sợ hãi. Chúng nó nghĩ đến việc thằng bạn mình đã trải qua khi bị ma giấu, nó sẽ kinh khủng thế nào mà khiếp cho một thằng gan dạ như nó phải ra nông nỗi này. Anh Sáu cõng thằng bé về nhà. Anh vẫn không nói lời nào, nhưng nét mặt anh đã khác, dường như đã vui vẻ hơn rất nhiều khi cõng con mình về. Trên đường về, anh suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ mọi thứ là do anh mà ra. Nếu anh không vì tiếc nuối con bò thì con trai anh đã không quay lại đây và không bị kết quả như thế này. Đặt con trai nằm xuống, chị Sáu đi lấy khăn mặt mà lau mặt mũi và tay chân cho con trai. Ông Di cũng ở lại nhìn sắc mặt thằng bé và bảo: "Cũng may nó không bắt thằng bé phải ăn đất ăn cát như cái vụ ngày trước." Mọi người hiểu chuyện mà gật đầu rồi lại nhớ lại cái vụ thằng kia cũng bị ma giấu trên sườn đồi, nhưng bị nó dụ cho ăn đất, ăn lá cây tới nôn mửa. Một lát sau, thằng bé tỉnh lại mà nhìn mọi người xung quanh. Lúc ấy, nó không có phản ứng gì gọi là đúng cả. Nó nhìn bố mẹ và bảo là muốn đi ngủ. Đến cả hai thằng bạn thân đứng đó mà nó vẫn không đoái hoài gì, chỉ nằm xuống bảo là muốn đi ngủ.
Mọi người thấy nó tỉnh lại cũng yên lòng mà trở về nhà, vì lúc này đã quá muộn rồi. Chỉ còn ông cụ Di đứng đó quan sát thằng bé. Ông ta dường như nhận ra được điều gì đó, nhưng không vội nói mà cũng quay lưng ra về. Trên đường về, ông có nói chuyện với thằng Di và thằng Nhủ rằng: "Ta nghi ngờ có chuyện gì đó không đúng xảy ra với thằng bé rồi. Thôi, sáng mai hai đứa cứ để ý thằng bé kia vào nhé, có việc gì thì báo cho ông biết." Hai thằng dạ vâng rồi cũng chia tay nhau mà về nhà ngủ. Đã quá muộn nên hai thằng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn đi học nữa. Sau khi đã đóng cửa nẻo lại, anh Sáu và vợ mình nhìn con, thấy nó đã tỉnh và mọi việc bình an, nên cũng không suy nghĩ gì cả mà tắt đèn đi ngủ. Chuyện gì đến, nó cũng đến, tới đâu hay đến đó. Sau khi cùng người bạn thân bắt được khá nhiều cua, thì hai người cũng cùng nhau ra về. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì khi mà người bạn của ông Di đi đến gần bụi tre cuối làng thì lên cơn đau bụng dữ dội. Cầm lấy cái giỏ cua mà chạy thẳng một mạch về nhà. Ông Di đứng hình mất vài giây, nhìn theo người bạn, miệng nói về trước mà chân đã chạy gần về đến nhà. Ông Di cũng từ từ bước đi về nhà. Ông thập thò, nhìn ra chỗ bụi tre ấy, cái bóng ấy vẫn đứng đó như chờ đợi ông Di đi đến vậy. Ông muốn chạy thật nhanh, nhưng lại sợ cái giỏ cua đầy ắp của mình rơi giữa đường thì có mà công cóc. Thế nên, ông chọn cách đi thật nhanh về nhà. Gần đến chỗ cái bóng ấy, cảm giác lạnh buốt len lỏi vào cơ thể khiến ông Di rùng mình vài lần. Cái con ma người Tây ấy vẫn đứng im lìm, không chút cử động. Ông Di cũng nhanh chân, rảo bước qua, ông đi qua nó mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Qua được khá xa, ông nhẹ nhõm thở dài rồi cũng nhanh chóng đi về nhà mình mà cất giỏ đi ngủ. Trời lúc này đã hơn 1 giờ đêm, hai vợ chồng ông Di đang say giấc thì tiếng gõ cửa ngoài kia cứ vang lên từng tiếng một. Ông Di và vợ bị đánh thức, nên cũng bực mình mà cào nhau không biết giờ này cái giống ôn nào gõ cửa. "Ai đấy?" vợ của ông Di lên tiếng, nhanh chóng bước ra mở cửa, nhưng ngoài trời u tối không hề có ai, chỉ có cơn gió lạnh toát lùa vào trong nhà khiến cho ông Di bên trong cũng phải rùng mình. Vợ ông lẩm bẩm rồi quay vào bên trong ngủ. Ông Di lúc này cảm thấy có gì đó bất an lắm, và cảm thấy cái cơn gió ấy sao mà quen quen đến vậy. Ông chợt ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài, sau đó kể hết mọi chuyện cho vợ mình nghe. Vợ ông cũng sợ và bảo sáng mai sẽ lên chùa mà xin tấm bùa bình an cho hai vợ chồng. Ông Di vừa sợ, nhưng cũng vừa tò mò vì không biết có phải cái con ma ấy theo ông về không. Nên ông mới cầm cái đèn dầu, rón rén bước ra ngoài cánh cửa gỗ và nhìn qua khe cửa. Dưới cái ánh sáng mập mờ của cái đèn dầu, ông thấy rõ ràng con quỷ Tây nó đứng trước hiên nhà, nhìn thẳng vào bên trong. Nó bắt đầu cất cái giọng lơ lớ, cố gắng nói tiếng Việt. "Mày đừng nghĩ là tao không biết, mày có thể nhìn thấy tao. Ai mà đã thấy tao thì phải chết mà xuống theo hầu tao." Ông Di sợ hãi, ngồi phịch xuống đất khi nghe những lời nó nói mà không vững được chân. Ông bỗng nhớ ra điều gì đó và chạy lại phía ban thờ tổ tiên, thắp nén nhang khấn vái tổ tiên. Ông Di nghe rõ mồn một tiếng cười ma quái ngoài ấy, tiếng cười vọng vào bên trong nhà, làm đầu óc ông như quay cuồng vậy. Nén nhang cháy được gần nửa thì tiếng cười ấy cũng biến mất. Ông Di và vợ thức đến sáng chứ không dám ngủ vì quá sợ hãi. Bên ngoài, tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, như lùa vào trong căn nhà nhỏ bé của hai vợ chồng vậy. Sáng hôm sau, vợ ông đi lên chùa sớm xin cho ông tấm bùa bình an. Ông ở nhà lo việc nhà, không dám ra đường vì sợ sẽ gặp điều gì đó, nói đúng hơn là sợ gặp con quỷ ấy nó bắt mất hồn. Đang sửa lại một số lỗ hổng trên mái ngói, thì một người phụ nữ lớn tuổi hơn ông đi ngang qua, nhìn xung quanh và nói: "Này cậu kia, sao mà nhà cậu phản phất cái thứ âm khí thế kia? Có ai vừa mới mất sao?" Ông Di nghe vậy thì leo xuống, kể đầu đuôi mọi chuyện. Người phụ nữ nghe xong thì bảo: "Cậu gặp tôi là đúng người rồi, đêm nay tôi sẽ bắt nó cho cậu." Ông Di nghe vậy thì mừng rỡ, giữ người phụ nữ đó lại dùng bữa. Đêm hôm đó, người phụ nữ dặn hai vợ chồng cứ ở yên trong phòng, khóa trái lại thật kỹ. Sáng sớm, khi gà gáy lần thứ hai thì hãy ra ngoài. Người phụ nữ còn đưa cho ông sợi chỉ đỏ, bảo rằng người yếu bóng như ông cần giữ sợi chỉ đỏ này bên người. Đêm ấy, ông Di và vợ ngủ ngon đến lạ, sáng hôm sau mới đi ra thì người phụ nữ đã biến mất. Từ ngày ấy, ông Di không còn gặp con quỷ Tây ấy nữa. Buổi tối hôm ấy, mâm lễ được bày ra và bà cụ Doãn đặt thằng bé ngồi trên chiếc chiếu nhỏ. Bà đốt lên 3 nén hương, thì từ bên trong nhà, cánh cửa cót ca cót két mở ra.
Bà và thằng bé nhìn thấy rõ ràng một con quỷ mặc áo trắng, xoa mái tóc dài rũ rượi, lướt ra ngoài. Nó đi đến đâu, thì những giọt máu nhỏ tong tỏng theo nó đến đó. Máu từ bụng nó không ngừng rỉ ra, trông rất ghê sợ. Thằng bé vẫn đơ ra và run rẩy vì nó có chút hoảng sợ. Chết rồi, sao không đi đầu thai làm người đi? Bà cụ Doãn cất tiếng hỏi khi thấy con quỷ từ từ bóc những thức ăn trên dĩa mà bỏ vào miệng. Mọi người không nhìn thấy nó, nhưng vẫn thấy rõ ràng từng dĩa thức ăn mốc rêu xanh như để lâu ngày vậy. Ngay cả những quả lê hay táo cũng thối ra, giòi bò bắt đầu nhúc nhích, bị đâm cả chục nhát, chết tức tưởi, mất đi đứa con trong bụng, thì hỏi tài nào mà không oán hận chứ. Bà cụ Doãn bực tức quát, mày đừng có mượn cớ, chứ ngày ấy, mày đã trả được thù hận, sao lại không dắt con đi siêu thoát cho nó, để sau này vào nhà tử tế mà sướng thân nó. Con quỷ cười lên khánh khách mà đáp, cũng muốn lắm chứ, nhưng có ai thờ cúng để hồn này được nhẹ yên đâu. Đói lắm, mẹ con tôi đói lắm, ai thương tình mà thắp cho nén nhang để hít hà đâu. Đến con bò cũng phải bắt hồn đi rồi nhai sống nó. Có được cũng ăn đâu, cụ Doãn chỉ thẳng mặt nó mà quát tiếp, thế thằng bé có tội gì mà mày bắt mất phần hồn nó đi. Con quỷ cười lên sằng sặc rồi đáp, nó vào nhà tôi nghịch phá, thì hỏi sao không bắt. Tôi sẽ bắt nó xuống đây hầu cho mẹ con tôi. Cụ Doãn dậm chân mà quát lớn, làm càng, vớ vẩn, tao cho mày cơ hội trả lại phần hồn cho thằng bé. Rồi tao làm lễ siêu thoát, tao xin cho kiếp sau lại thành người, để hai mẹ con sống bên nhau luôn. Con quỷ cười gian xảo mà nói, không cần, bắt thằng bé này hầu cho con ta là được rồi, ta không đi đâu hết, kiếp này là ma thì sẽ là ma, bà già mà xen vào, ta vặn cổ. Bà cụ Doãn tức giận quát lớn, mày dám. Con quỷ cười lên khanh khách mà đưa tay về phía thằng bé, khẽ nói. Theo tao, bé ơi. Thằng bé đực mặt ra mà bước về phía con quỷ, nhưng rồi bà cụ Doãn đã kịp kéo tay nó lại, luồn sợi chỉ đỏ đã đứt được cụ đan lại và tròng vào cổ thằng bé. Thằng bé lúc này mới quay lại, ngồi xuống chỗ cũ. Bà cầm lấy tấm bùa vàng, dán lên thanh kiếm gỗ đào rồi lao đến chỗ con quỷ. Con quỷ né tránh nhưng vẫn bị bà cụ Doãn chém vài đường. Sợ hãi quỳ xuống cầu xin bà. Xin, hay mà, cho mẹ con tôi được ở lại nơi này đi. Bà cụ Doãn lắc đầu mà nói, mẹ con chúng mày chết từ lâu mà không báo cáo ở âm phủ, sẽ phải chịu hình phạt dưới đó. Con quỷ khóc hết nước mắt, nó khóc ra máu mà nhìn cụ Doãn như thể van xin cụ đồng ý, nhưng cụ vẫn làm ngơ như không để ý đến nó. Nó tiến lại gần chỗ thằng bé, há miệng thổi ra một luồng khói màu xám rồi đứng dậy, quay lưng bước vào trong căn nhà hoang ấy. Cánh cửa đóng sầm lại, mọi người xung quanh dồn nhau mà hỏi cụ Doãn. Cụ chưa trả lời mà kiểm tra thằng bé, thấy hồn phách nó đầy đủ, thì bảo bố mẹ nó đưa nó về. Cụ quay sang bảo với mọi người, một phần hồn của thằng bé đã được con quỷ trả lại. Ngày mai ta sẽ làm cho nó mâm lễ lớn để hai mẹ con nó đi siêu thoát. Mọi người yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà cụ Doãn quay lại nhìn về phía ngôi nhà. Bà thấy cảnh người phụ nữ bị chính chồng mình đâm chết. Đứa bé trong bụng bị bố mình giết chết, mà nước mắt bà khẽ rơi. Cũng là kiếp con người mà có người lại chịu cảnh cực khổ như vậy. Mọi người giải tán về nhà, ông cụ Di cũng mỉm cười mà cảm ơn bà Doãn rối rít. Sáng hôm sau, thằng bé tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn mọi người đang vây quanh nó mà hỏi. Có chuyện gì sao, cô chú? Sao cháu lại ở đây? Cháu nhớ là cháu nhìn thấy con bò của bố cháu và một bóng người. Bóng người... Thằng bé đơ ra vài giây rồi hét lớn. Ôi ồ ơi, con thấy ma, là con ma con quỷ trong căn nhà hoang ấy. Nó khóc lên như đứa trẻ lên ba, nép vào mẹ nó. Mẹ nó cùng bố nó và mọi người an ủi nó rồi bảo rằng mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Bà cụ Doãn đưa cho chị sáu mấy thứ lá trừ tà, bảo đun nước tắm cho thằng bé đỡ bị âm khí bao phủ. Rồi bà cũng chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho mẹ con nhà nó. Ánh mắt của con quỷ ánh lên sự thanh thản. Nó sẽ chấp nhận siêu sinh để con nó được bình an. Nó chỉ có cách lựa chọn ấy vì nó sợ mình sẽ phải hồn phi phách tán, sẽ bị bà Doãn giết đi một lần nữa, nhưng lần cuối này nó sẽ không còn trên cõi này nữa. Bà cụ Doãn thở dài rồi bảo mọi người dọn dẹp ra về. Mặc dù có đáng trách vì dụ dỗ rồi bắt hồn thằng bé, nhưng có lẽ nó cũng là một con ma đáng thương. Đừng dại mà đụng vào những gì của họ, đừng vội mà to miệng khi chưa nhìn thấy họ. Họ ở mọi nơi, họ cũng từng là con người,
đã từng sống và đôi khi chết tức tuổi mà hồn không muốn siêu sinh.